Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một thủ thuật trên cái điện thoại của mình là cách xem lại những tin nhắn đã xóa nha các bạn. Chẳng hạn như là Zalo nè, Messenger nè và SMS mặc định trên máy của mình luôn. Rồi, video dành riêng cho bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Rồi, trước khi mà đi vào cái phần chia sẻ cái cách làm thì mình cũng đã chuẩn bị một cái tin nhắn Zalo, một cái tin nhắn Messenger và một cái tin nhắn SMS mặc định để mình test cho các bạn cùng xem ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn cái phần cài đặt. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là thông báo và thanh trạng thái. Ở đây thì các bạn chọn cài đặt khác cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là lịch sử thông báo. Rồi, cái chỗ lịch sử thông báo này các bạn bật lên. Đó. Xong rồi mình sẽ trở ra màn hình chính của mình ha. Đó. Bây giờ mình sẽ vô từng cái tin nhắn và mình xóa nó nha. Bây giờ mình vô tin nhắn Zalo nè. Đó, đây mình sẽ xóa nó. Tiếp tục vào tin nhắn Messenger, mình xóa nó luôn. Tiếp tục vào tin nhắn mặc định trên cái điện thoại của mình. Đó. Mình cũng xóa nó luôn. Xóa. Rồi. Mình đã xóa xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ trở lại để mình kiểm tra thêm những cái tin nhắn mà mình đã xóa nó lưu ở đâu ha. Tiếp tục các bạn sẽ chọn vào cài đặt nè. Bây giờ các bạn sẽ chọn là thông báo và thanh trạng thái. Tiếp tục các bạn chọn cài đặt khác. Rồi, các bạn chọn là lịch sử thông báo. Rồi, các bạn cũng đã nhìn thấy rồi ha. Những tin nhắn mà mình xóa lúc nãy nằm ở đây nè. Tin nhắn Zalo, tin nhắn Messenger và tin nhắn SMS. Mình cũng xin dừng lại nội dung video nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.